rơi vào bảng tử thần là may mắn với U22 Việt Nam. Hôm qua, mùng 5 tháng 4, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá đã được tổ chức tại Phnom Penh, Campuchia. Theo đó, ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam sẽ so tài với U22 Thái Lan, U22 Malaysia, U22 Singapore và U22 Lào. Bảng B của U22 Việt Nam được đánh giá sẽ có tính cạnh tranh rất lớn. Ngoài U22 Lào có phần lép vế, ba đội U22 Thái Lan, U22 Malaysia và U22 Singapore đều là những đối thủ không dễ chơi với U22 Việt Nam. Cách đây không lâu, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chaussier đã chơi không thành công tại Doha Cup khi thua U23 Iraq, U23 UAE và thất thủ trước U23 Kazakhstan ở loạt sút luân lưu. Đáng chú ý, trong 3 trận đấu này, U23 Việt Nam không ghi được bàn thắng nào. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ lo lắng về cơ hội bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games của U22 Việt Nam. Mặc dù vậy, bình luận viên Hoàng Hải cho rằng việc gặp những đối thủ mạnh ngay từ vòng đấu bảng lại có ý nghĩa lớn hơn với U22 Việt Nam. Bình luận viên Hoàng Hải nhận định, huấn luyện viên Chaussier có tư duy và cách làm bóng đá khác huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông cũng có lý khi không sốt ruột dù U23 Việt Nam chơi kém tại Doha Cup 2023. Các cầu thủ có quá ít thời gian để tập luyện, lắp ghép chiến thuật cùng nhau nên họ có sai số trong các pha xử lý bóng, vận hành chiến thuật cũng là điều dễ hiểu. Nếu cần so sánh, ngoài trừ U22 Thái Lan, rõ ràng các đội tại SEA Games 32 không mạnh bằng những đội U23 Việt Nam đã đối đầu ở Doha Cup 2023. Hiện tại, các cầu thủ sẽ có thêm thời gian để rèn rũa và rất nhiều người có lẽ cũng đã nắm bắt tốt về triết lý bóng đá của huấn luyện viên Chaussier. Đánh giá về cơ hội tiến xa tại SEA Games 32 của U22 Việt Nam, bình luận viên Hoàng Hải khẳng định, khi hợp tác với huấn luyện viên Chaussier, mục tiêu cao nhất mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt ra cũng như người hâm mộ kỳ vọng là đội tuyển Việt Nam có thể giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026. Để làm được điều đó, không ít cầu thủ trong đội hình U22 Việt Nam dự SEA Games 32 sẽ là trụ cột của đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần và họ cần được tạo điều kiện để phát triển. Tại hai kỳ SEA Games gần nhất, Việt Nam đều đã giành huy chương vàng. Chính vì vậy, theo tôi, việc nỗ lực bảo vệ ngôi quán quân là cần thiết nhưng không quan trọng bằng việc theo dõi sự phát triển của các cầu thủ trẻ tài năng. Việc gặp những đội bóng mạnh, đối diện với áp lực lớn là may mắn với các cầu thủ U22 Việt Nam. Bất kể đội bóng thành công hay không, họ cũng sẽ tích lũy được những kinh nghiệm bổ ích để tự tin và sẵn sàng hướng về phía trước với những sân chơi lớn hơn.